Rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Kiếm Tiền và Làm Giàu. Kênh giúp các bạn tổng hợp các kiến thức kinh nghiệm kiếm tiền và làm giàu sống hạnh phúc. Thưa các bạn, bạn không cần siêu năng lực đặc biệt để trở nên giàu có. Rất nhiều người đã trở thành triệu phú từ khi còn rất trẻ. Điểm chung của những người này là họ biết tạo cho mình những thói quen và hành vi tốt. Hôm nay, Kiếm Tiền và Làm Giàu xin chia sẻ 7 bài học thành công của các triệu phú. Đây là 7 bài học được chia sẻ lại từ các triệu phú trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và ứng dụng nhé. Bài học thứ nhất: không có chuyện vừa làm ngày hôm nay đã thành công ngay ngày mai. Việc gì cũng vậy, muốn thành công đều cần một quá trình phấn đấu, rèn luyện. Không có thành công nào đến sau một đêm cả. Bạn không thể trồng cây vào ngày hôm nay và mong được hái quả ngọt vào ngay ngày hôm sau. Đó là điều không thể. Vì thế, các bạn trẻ nên giữ cho mình một cái nhìn thực tế. Hãy bắt tay làm điều gì đó ngay hôm nay. Nhưng phải luôn nhớ rằng, nếu bạn bắt đầu kinh doanh hay làm gì đó hôm nay, thành công sẽ tới sau 10 năm nữa. Bài học thứ hai: muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công trong kinh doanh không phải là việc bạn có bao nhiêu tiền, mà là việc bạn có một đội ngũ hỗ trợ ra sao. Đội ngũ đó không cần phải là những người giỏi nhất, nhưng phải là những người phù hợp nhất. Những người có chí tiến thủ và có cùng mục tiêu, chí hướng với bạn. Bạn sẽ cùng họ làm việc, cùng họ rèn luyện và vượt qua thử thách để nắm lấy thành công. Bài học thứ ba: đừng than vãn, hãy lắng nghe. Những người tài giỏi như Bill Gates, Warren Buffett hay Steve Jobs không bao giờ phàn nàn về điều gì, và đó chính là ưu điểm, là một phẩm chất quan trọng góp phần tạo nên thành công của họ. Do đó, các bạn trẻ đừng tiếp tục than vãn về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, mà hãy học cách lắng nghe. Lắng nghe, suy nghĩ và giải quyết vấn đề đồng nghĩa với việc bạn đã tự tạo nên cơ hội cho chính mình. Bài học thứ tư: khi còn trẻ, bạn sẽ thành công nếu không bao giờ bỏ cuộc. Tuổi trẻ có lẽ là thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người, bởi chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thử và sai. Điều quan trọng là bạn phải rút ra cho mình bài học kinh nghiệm sau mỗi lần sai và tiếp tục đứng lên. Jack Ma từng nói: mỗi lần thất bại, tôi làm lại cho tới khi thành công. Và câu chuyện về cuộc đời ông với cơ số lần bị từ chối nhưng vẫn không từ bỏ là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Jack Ma dạy chúng ta hiểu được đạo lý về sự kiên trì, nhẫn nại và dám đối mặt với những thách thức của cuộc đời. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thành công nhất định sẽ tới. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bài học số 5: không biết thì không có gì đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là không chịu tìm tòi. Cuối buổi đối thoại với sinh viên Việt Nam vào năm 2017, Jack Ma nhận được câu hỏi liên quan đến Bitcoin, nhưng ông từ chối trả lời và thẳng thắn thừa nhận ông không am hiểu về vấn đề này. Jack Ma chia sẻ việc không biết về một lĩnh vực nào đó không có gì đáng xấu hổ, bởi kiến thức là vô tận, chẳng ai có thể biết hết được mọi thứ. Tuy nhiên, nếu bạn cứ ỷ vào suy nghĩ đó mà không chịu tìm tòi, khám phá, thì đó mới là điều đáng xấu hổ. Và có một thực tế đáng buồn là khi đứng trước những vấn đề mình không biết, không ít người trong số chúng ta lại vì chút sĩ diện hảo mà tỏ ra mình biết tuốt thay vì chịu khó tìm hiểu về điều đó. Bài học số 6: muốn thành công, hãy học hỏi từ những sai lầm của người khác. Đừng chỉ học từ những câu chuyện thành công. Jack Ma chia sẻ rằng
Hiện giờ các lớp dạy thành công nói quá nhiều về bí quyết dẫn tới thành công, nhưng không hoặc chẳng mấy khi nói tới thất bại. Tuy nhiên, những câu chuyện thành công của người khác sẽ chỉ truyền cảm hứng để chúng ta cố gắng phấn đấu. Những thất bại của họ mới là kho báu quý giá. Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng lý do đằng sau đưa tới những thất bại đó, và bạn sẽ biết cách tránh hoặc tìm ra những cách xử lý vấn đề nếu gặp phải. Như thế, con đường tới thành công của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Bài học số 7. Đừng thất vọng khi bị từ chối. Đừng buồn khi thất bại. Đấy chỉ là bài kiểm tra của cuộc đời mà thôi. Jack Ma đã bị từ chối quá nhiều lần. Có lần ông ứng tuyển vào KFC. Có 21 người phỏng vấn, nhưng 23 người qua và chỉ có mình ông bị từ chối. Hay có lần ông cùng người anh họ ứng tuyển làm phục vụ tại một khách sạn 4 sao. Hai người chờ đợi suốt 2 tiếng và cuối cùng cũng chỉ mình ông bị từ chối. Bị từ chối hay thất bại chưa chắc đã là điều xấu. Nó không đại diện cho việc bạn kém cỏi, mà chỉ đơn giản là đang kiểm tra sự nỗ lực và kiên trì của bạn. Cơ hội của bạn cũng chỉ đơn giản là chưa tới mà thôi. Và tổng kết lại, nếu bạn không thành công, người khác sẽ thành công. Mỗi người trong số chúng ta ai cũng đều có cơ hội để thành công. Nhưng quan trọng là bạn có biết nắm bắt cơ hội hay không. Bạn cần học cách nắm bắt cơ hội và tạo nên sự khác biệt. Hãy cố gắng làm những điều mà người khác không thể làm, hoặc chí ít là phấn đấu làm tốt hơn ở những việc mọi người đều biết làm. Cơ hội thành công rải đều cho tất cả chúng ta. Nếu bạn không khác biệt, bạn dựa vào đâu mà đòi hỏi thành công? Mà nếu bạn không thành công thì người khác sẽ thành công. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký để xem các video mới nhất của kênh. Người giàu thường hay đọc sách mỗi ngày. Chúng ta mỗi ngày xem một video trên kênh Kiếm Tiền Và Làm Giàu Sống Hạnh Phúc cũng giống như đọc một quyển sách vậy, để giúp chúng ta ngày càng phát triển hơn. Chúc các bạn thành công, sống hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Rich and Money Chanel, Kim Chen, Valam Yao, Rich and Money Chanel.